Rồi Bonsan Kim Sơn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form bay thiên nhiên. Cây này nó có rất là nhiều dáng để mà mình sưu tầm nha. Đó, một cái dáng là như thế này. Một cái dáng là mình dựng như thế này, mình làm bạc phong qua một bên. Hoặc là mình để như thế này, mình dựng rừng trên thân cũng được. Đó. Rồi một dáng nữa là mình lật lại theo cái bầu đất đây nè. Đó, là bắt đầu nó lại có một cái bạc phong ở đây làm đầu và ở kia làm tay phong, tay bay. Đó. Rồi thì lát nữa mình sẽ, trước tiên mình sẽ demo theo cái hướng này trước đi. Rồi lát nữa mình sẽ lật lại. Đó, nói chung là cây thì nó rất là đa dạng, kiểu dáng mỗi người, mỗi sở thích. Cây này có mã số là 559. Tổng cái hòn ở đây là được 82. Riêng cái hòn chính đây này là 26. Chiều cao của cây là được 60. 60 mình tính từ đây lên trên ngọn đây nha. 60. Chiều rộng mà từ bên này mà qua bên ngọn bên này là được 73. Đang nằm cái bầu ươm là 40. Đó, đây là một kiểu nha. Đó, một kiểu. Rồi mình quay kiểu này trước nha. Đó, một là kiểu này. Hai nữa là bắt đầu mình sẽ lật lại. Mình lật lại nha. Đó, mình lật lại. Đây một kiểu này nữa. Đó, kiểu nào cũng cây rất là quái nha. Đó, kiểu này. Hoặc là mình sẽ nhích lên tí xíu nữa cũng đẹp. Cây này thì nó khá là đa dạng về cái demo. Đó, cây này rất khá đa dạng về demo nha. Cái này thử mình lật kiểu này thử. Đó. Kiểu này cũng ok nè. Đó. Kiểu này thì cũng được. Đó. Tùy theo sở thích của mỗi người luôn nha. Rồi cây này mình xin giao lưu là 1.700k bao ship luôn nha. 1.700k bao ship. Nhà mình xem tham khảo ý ủng hộ nhà vườn luôn. Cây rất là già. Cây này thì mình lại khói làm rừng trên thân là đẹp. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha.